Rồi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một tuần mới có là nhiều thành công trong công việc cũng như sức khỏe và luôn luôn vui tươi. Thì hôm nay Nhật Nam lên một ít hàng Samsung ở cái mức giá gọi là chỉ hơn 2 triệu cho tới tầm 3 triệu thôi, nhưng mà giá mà máy cấu hình khá là ổn định, cũng như là màn hình thì Super AMOLED rồi 6 in 4 rồi 5 in 8 đấy, rất là nhiều, khoảng 2 4 6 khoảng 15 cho đến 20 máy ở đây để các bạn lựa chọn mua nhé. Thì đầu tiên hôm nay có một cặp Z6 Samsung Galaxy Z6 này cho những bạn mà ưa chuộng những cái mẫu sản phẩm mà nhỏ gọn này. Đấy, có thể làm máy phụ bỏ túi rất là gọn, đối với những người mà mặc những cái quần jean hay những cái quần nó hơi chật thì bỏ túi quần nó hơi khó đúng không? Thì chúng ta lựa chọn cho mình những cái máy này, hoặc là những người hay phải làm công trình leo trèo. Đấy. Thì như Z6 này nó nhỏ gọn đẹp, thì các bạn cũng thấy đây này, màn hình hiển thị nó khoảng 5 in 8 và có vân tay sau lưng, cũng như là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB thì cũng tương đối là sử dụng được lâu dài, cũng như là các ứng dụng chạy cũng tương đối là mượt mà rồi, như những ứng dụng như là Zalo, Facebook hay là chơi những game nhẹ rồi lướt web rồi xem YouTube là ngon lành rồi ha. Thì sản phẩm Samsung Galaxy Z6 này là hàng chính hãng, sử dụng được hai sim, pin vào khoảng 3.000. Tuy nhiên cái mức pin 3.000 thì nhiều người sẽ bảo là ít, tuy nhiên là mọi người đừng lo, bởi vì khi mà nhà thiết kế họ thiết kế ra cái mẫu sản phẩm nó nhỏ thì đương nhiên pin tiêu thụ nó phải ít thế thôi. Chứ còn những cái mẫu sản phẩm như màn hình nó lớn, nó khủng, chip nó mạnh, nó ngốn nhiều pin thì mới phải sản xuất nhiều pin đúng không? Đấy, thì Z6 này hôm nay chỉ có giá là 2 triệu mốt, bán rất là rẻ cho bạn để các bạn dễ mua. Hai máy đều có ngoại hình đẹp keng, ở đây có một máy màu đen và một máy màu tím thủy chung các bạn nhé. Khi bán cái sản phẩm này ra sẽ tặng kèm đầy đủ phụ kiện cũng như là bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng tại shop Nhật Nam. Thì về cái vấn đề tặng kèm phụ kiện với lại bảo hành một đổi một 3 tháng thì tất cả những sản phẩm Nhật Nam bán ra đều là tặng kèm đầy đủ phụ kiện, trừ một số đời sẽ không có cái ốp dẻo hoặc thiếu một hai cái cường lực thì rất mong mọi người thông cảm. Còn tai nghe và sạc là dĩ nhiên có rồi. Đấy, cũng như là bảo hành một đổi một thì tất cả sản phẩm bán ra đều bảo hành một đổi một. Nếu mà chẳng may trong 3 tháng đầu sử dụng có lỗi của nhà sản xuất thì đây, hai sản phẩm Z6 này chỉ có giá 2 triệu mốt bạn nhé, máy đẹp leng keng luôn đấy, tức là đẹp, ngoại hình đẹp rồi nhưng mà bên trong phải là không một lỗi lầm, khi các bạn sử dụng là không một lỗi lầm dù là nhỏ nhất, có bất cứ một lỗi lầm nhỏ nào đều được đổi các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm, ngon lành cành đào. Và đây là sản phẩm Samsung chính hãng, 2 triệu mốt trên một sản phẩm Samsung Galaxy Z6 với cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32GB các bạn nhé. Rồi tiếp theo ở đây có một con máy cấu hình khá là cao, tuy nhiên là Nhật Nam sẽ thanh lý với cái giá vô cùng rẻ luôn. Con này cấu hình tới RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Tại sao lại thanh lý? Các bạn thấy cái lưng nó bị ố ố không? Lý do chúng ta sử dụng những cái ốp dẻo lông một thời gian và chúng ta để những cái bụi cát nó lọt vào mà chúng ta không vệ sinh đấy, nên là các bạn khi mà sử dụng á, thỉnh thoảng lột cái ốp ra, dùng cái vải mềm lau chùi sạch sẽ cái lưng máy với cái ốp đi nhá, để tránh những cái tình trạng những cái hạt cát nhỏ, những hạt đất nhỏ nó sẽ cọ từ cái ốp vào với cái mặt kính sau này thì nó sẽ sinh ra những cái tình trạng lem nhem như thế này đấy. Các bạn thấy này, máy zin nguyên bản nhà sản xuất hết, tuy nhiên là bị lem nhem lưng một tí, Nhật Nam bán giảm giá xuống chỉ còn 3 triệu thôi. Đây là cái sản phẩm Samsung Galaxy A30, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhé. Rất là ngon. Con này thì pin 4.000, màn hình giọt nước 6 in 4. Những cái công nghệ đời mới bây giờ này nó toàn sản xuất màn hình giọt nước. Đấy, giọt nước là tức là nó tràn viền, cái viền rất mỏng nên là cái số in của nó rất lớn. Các bạn nhìn cái máy nó rất nhỏ gọn thôi, tuy nhiên là cái hiển thị của cái màn hình nó gần như hết cái máy rồi, nên là cái hiển thị màn hình nó rất lớn nhé. Đấy, con này pin 4.000, hai camera sau, có vân tay sau lưng, giá thanh lý chỉ có 3 triệu. Các bạn lưu ý là con này hơi nhặn lưng. Và đối với những cái sản phẩm mà không nhặn lưng, hàng có thể nói là đẹp chuẩn, len keng xả beng và zin 99% như những con này thì sẽ có giá bán là 3 triệu 2. Và cấu hình như nhau cả, đều là RAM 4GB, bộ nhớ 64 này. Đấy. Ở đây còn rất là nhiều. Toàn bộ ở đây là máy đẹp nhé, Samsung Galaxy A30. Đấy, màu đen. Còn tới 3 4 máy màu đen đẹp keng. Sản phẩm chính hãng dùng hai sim các bạn ha. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, giá 3 triệu 2. Đấy, và có một máy thanh lý giá 3 triệu là cái máy hồi nãy đấy.
Ok, khi bạn nào mà mua thì vui lòng nói rõ giúp nhà Nam là mua cái sản phẩm nào nhé. Đấy, cho nó dễ. Đấy, rất là chuẩn luôn. Máy đẹp keng thì 3 triệu 2. Đó. Và cái sản phẩm A30 này thì nó có sản xuất thêm một cái phiên bản gọi là RAM 3 bộ nhớ 32. Tất cả mọi cái cấu hình chip này, pin này, màn hình camera hay vân tay hay các kiểu về ngoại hình cũng như nội thất có kết cấu gần giống như nhau, tuy nhiên nó khác với cái bộ nhớ RAM và bộ nhớ máy. Đó là RAM nó sẽ là 3GB và bộ nhớ trong nó chỉ có 32GB thôi, thì con này nó chỉ có giá là 2 triệu 9 thôi. Nay Nhật Nam còn một máy màu xanh ở đây và một máy màu đen. Đấy, hai máy phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32 bạn nhé, Samsung Galaxy A30 với giá 2 triệu 9. Rồi tiếp theo ở đây Nhật Nam có được cái sản phẩm A20, Samsung Galaxy A20. Thì cái sản phẩm này nó cũng sản xuất 2019 giống như A30. Đấy, và đây là máy màu đỏ. Thì về kết cấu hay ngoại hình nó cũng gần giống A30, nó khác một tí xíu thôi. Cũng như là cấu hình thì nó cũng RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Giá bán là 2 triệu 7, chip nó yếu hơn con kia một tí xíu nên là giá nó rẻ hơn 200 đấy. Đây là Samsung Galaxy A20 màu đỏ, giá bán 2 triệu 7 các bạn nhé. Máy rất là đẹp, chuẩn luôn. Đấy, chuẩn không cần chỉnh. Và chúng ta có hai màu để lựa chọn, đó là màu đỏ và màu đen. Đấy. Cứ gọi là bóng lưỡng các bạn nhé. Sản phẩm này cũng sử dụng được hai sim và màn hình cũng là 6 inch 4, giọt nước pin 4000, hai camera sau và vân tay sau lưng. Đấy. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện khi bán ra nhé. Và đây, chúng ta sẽ còn cái sản phẩm Samsung Galaxy A20s nữa này. A20s đây nó cũng có hai phiên bản. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Thì có cái giá của nó là 3 triệu 2 luôn nha các bạn, 3 triệu 2. Và chúng ta sẽ có cái phiên bản RAM 3, bộ nhớ 32GB thì giá nó chỉ có 2 triệu 9 thôi ha. Đấy, nó cũng rẻ hơn 300 nghìn. Đấy, và toàn bộ đây là màu xanh. Thì cái A20s này Nhật Nam lưu ý là màn hình nó tới 6 inch rưỡi các bạn nhé. Nó là smartphone mà gọi là loại rẻ nhất và màn hình to đấy. 2 triệu 9 thôi mà màn hình 6 inch rưỡi thì các bạn biết là khi mà chúng ta xem YouTube hay đọc báo thì nó sẽ rất là ok các bạn nhé. Đấy, ngon lành luôn. Màu xanh, có thể nói tươi xanh như nồi canh luôn. Đấy, đẹp len keng không tì vết nhé. Và là Samsung chính hãng, dĩ nhiên sử dụng được hai sim rồi. A20s 2 triệu 9 phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32. Và A30s A20s, đây là A20s mình nhầm nha, phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Đấy, là giá của nó là 3 triệu 2. Đó, thì các bạn đã rõ. Rồi, và cuối cùng trong clip này giới thiệu đến các bạn một cặp M20. Cặp này dành cho những người lớn tuổi ưa chuộng pin trâu. Vì M20 này có pin 5000 mà giá rất là rẻ. RAM thì cũng là gọi là sử dụng ổn định bởi vì RAM 3GB và bộ nhớ 32GB rồi. Thì và camera thì cũng hai camera và vân tay sau lưng, con này thì cũng là một sự lựa chọn khá là chuẩn đối với những anh chị mà ưa chuộng pin trâu hoặc những bạn muốn làm máy phụ đi ra ngoài đường nhiều á, không có thời gian sạc pin. Thì con M20 này cũng là một cái sự lựa chọn khá là ok ha. Với pin 5000, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, M20 này cũng dùng được hai sim và cũng là Samsung chính hãng. Có giá bán hôm nay là 2 triệu rưỡi bạn nhé. Ở đây Nhật Nam còn hai sản phẩm. Một là màu xanh và một là màu đen. Đấy, thì vừa rồi Nhật Nam giới thiệu đến các bạn mấy cái Samsung tầm trung, giá nó cũng vô cùng là hợp lý. Trong đó thì có cả những cái sản phẩm thanh lý nó xấu như là cái con A30 RAM 4 giá chỉ 3 triệu kia. Thì bạn nào kết mua sản phẩm nào alo luôn cho mình qua cái số điện thoại 0979 782366 để mà đặt cọc nhé. Đặt cọc thì có hai hình thức đặt cọc, đó là chuyển khoản đặt cọc và đặt cọc bằng thẻ cào. Bạn nào đặt cọc bằng thẻ cào vui lòng là mua cái thẻ Vina, Mobi hoặc là Viettel, ba mạng đó 100.000 cào ra, gửi cái mã nạp tiền cũng như là cái số series qua tin nhắn cho mình hoặc là chụp hình cái thẻ khi đã cào qua tin gửi qua Zalo cho mình qua cái số đó nha. Tất cả mọi cái sản phẩm Nhật Nam bán ra sẽ không bao ship nên các bạn là phải thanh toán thêm một cái khoản phí ship của Viettel họ thu. Đấy, rất mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này. Còn ai ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua máy. Khi mà đến thì các bạn vui lòng điện trước cho Nhật Nam để xem cái sản phẩm các bạn muốn mua nó còn hàng hay không nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Di Động Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.